Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng của Tòa án Family Choice Health Network. Tòa án Family Choice Health Network là một tòa án y tế Việt Nam mạnh nhất, lớn nhất và vững bền nhất trong quận Cam. Hiện nay đang phục vụ hơn 65.000 thành viên qua những bảo hiểm như là Cal Optima, OneCare, OneCare Connect, Medi-Cal và những bảo hiểm từ giống như là Brand New Day, Central Health, Blue Shield, United. Và bắt đầu từ 2018, chương trình rất là quan trọng là chương trình Family Choice ACO và CCN. ACO là chương trình liên bang cho mấy người đi tự do Medi-Medi. Và chương trình CCN là Chronic Care Management là cho mấy người bị bệnh kinh niên. Qua hai cái chương trình này đó, thì Tòa án Family Choice lo chăm sóc cho quý vị rất là kỹ. Là tại sao mình dùng bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa và nhà thương làm việc together, làm nó ổn định hơn. Bữa nay một lần nữa tôi rất là vui có bác sĩ Laura Ngô. Kính chào bác sĩ Laura. Dạ, kính chào bác sĩ Dylan. Dạ, kính chào quý khán giả. Dạ, tuần vừa rồi đó thì bác sĩ Laura Ngô có cách nghĩa là bác sĩ Laura là bác sĩ chuyên khoa về đánh thuốc mê, anesthesiologist. Tuần vừa rồi mình có nói một tí về trước khi mổ, bây giờ tuần này mình sẽ nói đường mổ ha. Và để hỏi bác sĩ Laura là một cái câu hỏi rất nhiều người hỏi tôi đó là lúc mà đánh thuốc mê đó, đương mổ đó, tự nhiên mình thức dậy đó. Cái đó là một câu hỏi tôi thấy rất là tức cười. Nó sẽ không bao giờ happen phải không, là tại mình control được cái dạ đúng như vậy. Nhiều người hay coi phim phim Hollywood họ nghĩ là khi mà người ta mổ rất là đau nhưng mà không có nói được là mình tỉnh từ áo nhưng mà không biết, nó không có nói được cho nên là không có la hét được. Cho nên ai cũng nói là ôi make sure là trong thời gian đó tôi ngủ là tôi ngủ mê không biết gì hết. Nhưng mà thường xuyên ấy thì bác sĩ hay nói với người ta là ngủ thì dễ lắm, cái mà thức dậy là mới khó. Cho nên là đừng có lo. Và cái đó là lúc nào cũng là lo lắng của nhiều người bệnh nhân như vậy. Cái đó là tại Hollywood nó có mấy cái phim lúc mà đương mổ cái tự nhiên thức dậy đau quá. Nhưng mà cái đó sẽ không, trong trường thật, trong real life it doesn't happen. Có hai cách mình muốn nói đơn giản đó là xin bác sĩ Laura cắt nghĩa đó là lúc mà mình đánh thuốc mê có hai loại phải không? Nó gọi là general anesthesia và twilight. Xin bác sĩ cắt nghĩa hai cái khác nhau. Gây mê nó có nhiều loại, tùy là cái đòi hỏi của cái ca giải phẫu đó. Nếu mà một cái ca tiểu phẫu đó mà không cần phải đánh mê hoàn toàn thì người ta có thể người ta đánh mê giống như là mê ngủ ở nhà vậy thôi. Rồi trong thời gian đó bác sĩ giải phẫu sẽ chích thuốc tê vào những cái nơi mà bác sĩ mổ. Thì như vậy bệnh nhân sẽ không cảm giác được cái đau đớn, nhưng mà rồi ngủ, nhưng mà ngủ mình trong thời gian ngủ đó là tự thở, không cần phải bỏ những cái dụng cụ gì để giúp cho bệnh nhân mổ. Thì cái đó người ta gọi là twilight, là để cho đủ thuốc để bệnh nhân khỏi lo sợ, khỏi hồi hộp, hay là nhiều lúc ngủ giống như là ngủ ở nhà vậy thôi. Rồi khi mà xong xuôi hết rồi thì thuốc đã sẽ tan đi và bệnh nhân tự nhiên tỉnh dậy giống như là ủa mổ xong rồi hả? Xong mà nhanh như vậy mà rồi không có cảm giác gì hết. Tại có nhiều người họ hỏi về cái twilight, tại có nhiều khi họ nói đó là tôi cứ nghe bác sĩ nói được không? Không có nghe được phải không? Twilight là nhiều lúc cũng nghe được nhưng mà nhiều lúc không có nhớ được là mình có nghe. Mà nhiều lúc bệnh nhân trong thời gian đó mặc dù không có cảm giác đi, tại vì cái bộ phận mà mổ nó tê hết rồi, nhưng mà nhiều lúc bệnh nhân tỉnh dậy rồi nói vài câu xong rồi lại ngủ lại, nhưng mà trong cái thời gian đó bệnh nhân sẽ không nhớ là mình nói những cái gì, là những chuyện gì xảy ra. Cho nên khi mà giải phẫu xong rồi bệnh nhân tỉnh dậy nhiều lúc không biết là ủa mổ rồi hả, mổ hồi nào, xong xuôi rồi. Cho nên là rất là nhẹ nhàng, mà bệnh nhân là đa số là khi mà mình nói với người ta là ồ cái này không có gây mê hoàn toàn mà là chỉ có gây mê sơ sơ thôi, người ta sợ, người ta nghĩ là người ta sẽ cảm giác hết mà người ta sẽ tỉnh táo. Thật sự không như vậy. Sau khi ca mổ đó, bệnh nhân dậy với bảo ồ dễ quá, đâu có ngờ là mình ngủ một giấc như vậy đâu, nhưng mà vẫn là rất là an toàn so với gây mê hoàn toàn. Cái twilight thì không có bỏ cái ống xuống phổi phải không? Dạ không, cái twilight không, tại vì mình tự thở được, mình giữ được cái ấy để thở. Chỉ có bỏ ống oxy hay là một cái mask oxy để cho bệnh nhân ngủ
có đủ oxy trong thời gian mà ngủ thôi. Yeah. Thường thường cái twilight nó là mấy cái ca mà nó ngắn hơn không, mà nó không cái có rắc rối. Là những cái ca tiểu phẫu, những cái ca mà mổ giải phẫu những cái bộ phận nhỏ giống như là tay hay là ngón chân, thì cái phần mà khó chịu nhất là khi mà bác sĩ giải phẫu chích thuốc tê, thì cái phần đó cho thêm chút xíu thuốc để bệnh nhân ngủ không có cảm giác được cái phần đó, rồi sau đó là bệnh nhân ngủ thôi. Hay là những cái ca giống như là soi ruột già hay là soi bao tử hay là mổ cườm, thì nhiều lúc chỉ có cần chút xíu thuốc để cho khỏi lo sợ hồi hộp, mệt đi thôi, chứ còn giống như là ngủ ở nhà vậy đó. Vâng. Yeah. Còn cái kia đó, cái phần mà mình sẽ nói tiếp đó là nó gọi là general anesthesia, cái đó là cho mấy cái ca giống như là mình mổ khớp xương, giống như mình thay đầu gối hay mình thay cái hip bone hay mấy cái ca mà nó rất là dài mà nó rất là complicated, phải không? Đúng như vậy. Cái general anesthesia đa số khi mà người ta nói về gây mê là người ta nghĩ đến general anesthesia là giống như là gây mê hoàn toàn, không có cử động được gì nữa. Thì những cái ca đó là dành cho những cái ca giải phẫu mà đòi hỏi là bệnh nhân không có cử động, nhất là mổ những cái nơi mà rất là quan trọng, không có bệnh nhân không có thể được nhúc nhích được, hay là cần phải bệnh nhân ngủ hẳn để bác sĩ mổ dễ dàng, mổ xẻ, thì những cái ca mổ đó thì phải bệnh nhân phải ngủ hoàn toàn không có cử động được. Nhiều lúc mình phải cho thuốc để bệnh nhân không có được nhúc nhích, rồi như vậy thì cái bệnh nhân không có thể thở được riêng cho mình. Thế nên là trong những trường hợp đó thì phải bỏ ống thở, một cái dụng cụ gì đó để cho giúp bệnh nhân thở trong thời gian đó. Dạ, như là rất nhiều thành viên của tôi họ cũng có hiểu đó, họ nghĩ là sau khi đánh thuốc mê xong rồi đó, cái mình ngủ, cái người bác sĩ mà chuyên khoa về đánh thuốc mê đó không có làm gì hết, nhưng mà xin bác sĩ Laura, cái đó không trúng phải không? Bác sĩ Laura phải lo lắng rất nhiều. Tại sao? Bác sĩ Laura các nghĩa đó là phải lo đo về cái thở, cái nhịp tim, tất cả cái đó mình phải điều chỉnh lúc mà đương mổ, phải không? Đúng như vậy. Trách nhiệm của bác sĩ gây mê rất là lớn trong thời gian giải phẫu. Mặc dù là ai cũng nghĩ là bác sĩ giải phẫu là người lo lắng nhất ở trong đó, chính đó, nhưng mà thật sự là cũng là người chính. Nhưng mà cái người là người ta gọi là behind the scene đó là bác sĩ gây mê, là tại vì người bác sĩ gây mê phải theo dõi là cái ca mổ là nó đi tới đâu, nó có complication, nó có phức tạp gì không, trở ngại gì không, rồi phải theo dõi bệnh nhân là bệnh nhân tim sao, phổi sao, có oxy, có thở đủ không, rồi huyết áp có được có bình thường hay là quá cao hay là quá thấp, thì nếu mà cao quá cũng phải cho thuốc, nếu mà thấp quá cũng phải cho thuốc, nhịp tim nó có đều đặn không. Cho nên phải những cái phải theo dõi, rồi nếu mà có những cái phản ứng phụ gì hay là tác phụ mấy cái complication ha, thì cái đó là bác sĩ gây mê là người phải đi vô để intervene liền. Tôi có một người thành viên mà họ mổ xong rồi lúc mà đương mổ đó nó bị rắc rối, xong rồi cái người bệnh nhân đó nó bị cái tim nó đứng lại. Thành ra để hỏi bác sĩ cái này, cái câu hỏi không, tôi không muốn làm quý vị sợ, nhưng mà có nhiều khi mình mổ đó cái nó bị rắc rối quá đó, cái tim nó ngừng lại, thì lúc đó ai sẽ lo về cái CPR và về cái đó? Đa số những ca mổ hàng ngày ấy không là, sao hết. Là rất là trôi chảy dễ dàng, giống như là thường xuyên vậy đó. Cho nên là cái công việc của bác sĩ gây mê rất là nhẹ nhàng, đa số là rất là nhẹ nhàng, chỉ có bảo vệ sự an toàn cho bệnh nhân thôi. Nhưng mà nhiều lúc mình không biết được, tùy bệnh nhân, tùy ca mổ, nhiều lúc một bệnh nhân rất là trẻ mà một ca mổ rất là đơn giản cũng có phải có phức tạp của nó. Cho nên là cái trách nhiệm của bác sĩ gây mê là rất là lớn. Khi mà trong thời gian mổ đó mà có bị những cái triệu chứng gì mà nó khác thường hay là tim nó ngừng, thì là bác sĩ gây mê là người mà phải quyết định là bây giờ phải ngưng mổ và bây giờ phải hô hấp bệnh nhân rồi phải cứu, mà cái đó là người phụ trách của người bác sĩ gây mê là phải cứu bệnh nhân lại hay là để cho cái trường hợp nó ổn định trước khi mình tiếp tục gây mê. Bác sĩ Laura nói rất là hay, bữa nay tôi rất là vui, hy vọng bác sĩ Laura trở lại chương trình này nói thêm, tại bữa nay mình không có thời giờ mình nói
Tôi có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi nhưng mà không có thời giờ thì hy vọng bác sĩ Laura sẽ trả lời ha. Dạ, cảm ơn bác sĩ Dylan đã có cơ hội đến gặp khán giả ở đây cũng giống như là Family Choice. Dạ, cảm ơn bác sĩ Laura. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Xin tái ngộ quý vị vào tuần sau.